Sáng ngày 20 tháng 12 năm 2022, tại chùa Phổ An, văn phòng Ban trị sự huyện, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cần Đước đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và triển khai phương hướng hoạt động Phật sự trong năm tới. Chứng minh tham dự hội nghị có Chư Tôn Đức Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An và chính quyền các cấp. Theo báo cáo, năm 2022, công tác an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh, cải thiện đời sống xã hội sau dịch có kết quả cao nhất với tổng giá trị hơn 13 tỷ đồng. Kế thừa từ thành quả đạt được, trong năm mới 2023, Ban trị sự huyện tiếp tục phát huy hơn nữa để góp phần vào thành công chung của Phật giáo tỉnh nhà. Ông Nguyễn Minh Vương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cần Đước phát biểu ghi nhận những thành quả và sự cống hiến của Chư Tôn Đức Tăng Ni Phật giáo huyện nhà. Với sự ra sức vận động từ Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cần Đước để đạt được những thành tựu quý giá được báo cáo tại hội nghị. Với những thành tựu đạt được, chính quyền huyện Cần Đước đã trao bằng khen đến các cá nhân và tập thể Chư Tôn Đức Tăng Ni tự viện trong huyện. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện cũng có bằng tuyên dương công đức trao tặng đến Chư Tôn Đức trụ trì các tự viện. Ban lời đạo từ Thượng tọa Thích Quảng Tâm, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An tán thán những công đức mà Ban trị sự Phật giáo huyện Cần Đước đã đạt được, đồng thời khuyến khích tăng ni Phật tử các tự viện trong huyện luôn đoàn kết, hoan hỷ, chung tay cùng công tác Phật sự chung để Phật sự huyện Cần Đước ngày càng phát triển hơn nữa.